Trời đất ơi, tiếc quá, kỳ này đi chơi vui mà con không đi được. Con có cuộc hẹn đột xuất nè, con cũng buồn ghê luôn á. À. Cô Ba ơi, con đi chơi vui hả con? Con đi nha mẹ. Nhớ đóng cửa không con nha. Rồi. Alo. Cái áo thun xám tôi biết rồi, tôi bỏ trong vỏ nè. Rồi hả? Rồi đừng hối đi ra đây. Rồi đi liền. Alo. Nè, hôm nay á anh ẩm cô Bo qua cho em nha. Cô Bo không sao đâu, cô Bo đi chơi với ông bà nội rồi. Vậy hả? Ủa mà anh bị sao hả? Sao giọng thiều thào vậy? Bệnh. Vậy cả nhà đi hết vậy á, rồi anh ăn uống sao? Làm gì lo cho tôi lắm á. Nếu quan tâm như vậy á, qua nấu cháo tôi đi. Sao? Mắc cười quá à. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải qua đó nấu cháo cho anh? Bộ anh nghĩ tôi là ô xin của anh chắc. Nè, đừng có mơ nha. Ủa, thầy Phúc đỡ bệnh chưa bà? Chưa, nằm đóng ở nhà. Còn kêu tôi qua bên đó nấu cháo cho ông ăn nữa chứ. Không nghĩ ông là ai vậy? Vậy hả? Lúc ở trường tôi thấy thầy Phúc bệnh nặng lắm á. Bộ bệnh nặng là tôi phải qua đó nấu cháo hả? Thì dù sao cũng là chồng của bà mà Kim Chi. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, chồng cũ, ok? Chồng cũ. Mẹ ơi, con đi nha. Trời đất ơi, tiếc quá, kỳ này đi chơi vui mà con không đi được. Con có cuộc hẹn đột xuất nè, con cũng buồn ghê luôn á. Cô Ba ơi, con đi chơi vui hả con? Con đi nha mẹ. Nhớ đóng cửa không con nha. Rồi. Alo. Cái áo thun xám tôi biết rồi, tôi bỏ trong vỏ nè. Rồi hả? Rồi đừng hối đi ra đây. Rồi đi liền. Lúc ở trường tôi thấy thầy Phúc bệnh nặng lắm á. Ly dị rồi mà. Sao mình cũng không yên nữa. Sáu. Bánh bốn lên bốn rồi nha. Rồi bốn. Ôi. Trời ơi. Cái gì? Có gì trời. Rồi đứng luôn. Trời đất ơi, mưa. Lửa cái ngày ta đi chơi mà mưa tầm. Lạnh thế bà luôn. Chú. Hả? Sao hồi sáng chú nói chỗ mình đi nóng nực lắm mà. Coi dự báo thừa tiết bị lộn. Trời ơi, vua ba mà coi lộn hèn gì lạnh quéo cò luôn à. Nói mày bị vỗ tay hả mày? Có, tại con trai bảy dáng rồi giờ mới ra quân được mừng quá. Đi hả? Dạ. Ê, cởi áo cho nội. Nhưng mà áo này của con mà. Nội lạnh rồi, già rồi, phải ưu tiên cho nội chứ. Sao lúc đầu nội nói con đem heo của mình con đem mà. Cởi ra. Ôi, nội chơi kỳ quá à. Chơi kỳ gì, tao nội mình lạnh quá. Tự nhiên có bạn bè nó ở đây lột quần lột áo nhỏ tội nghiệp nó. Thế đi. Nội là phải vậy chứ. Đúng ông nội chơi kiểu ông nội luôn á. Có việc. Thôi, ngồi chơi tiếp đi con. Vô con mà. Lo dọn dẹp đi, mới tới lo chơi rồi à. Trời ơi ba ơi, người ta đi du lịch đâu phải đi ở đợi đâu. Vô nhà tự nhiên dọn dẹp tùm lum. Không có nói nhiều. Mình ở là phải dọn dẹp. Trời ơi, vô chơi chút đi rồi làm mà. Vô. Vô. Dẹp. Đi làm. Không nói nhiều. Trời đất ơi.
Cha không quỷ gì bận dù nóng chết. Nóng lắm anh nội. Mệt. Bình Chi. Trời, anh ở đây hả? Ờ. Ủa, anh qua đây chi vậy? Trời, chứ ai nói em.